Xin giới thiệu cà phê hòa tan Wake Up hương trồn mới. Có vị rất lạ, mùi thơm dịu êm như thôi thúc lòng bạn. Hãy bắt đầu làm điều bạn định làm và bạn sẽ làm được. Wake Up cà phê hương trồn mới, dậy mà đi, đi là tới. Đã từ lâu trong giới sành cà phê truyền tụng một loại cà phê nổi tiếng thơm ngon mang tên cà phê trồn mà cả thế giới chỉ có ở Việt Nam và Indonesia. Là kết tinh của tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, trải qua tiến trình tồn tại, thích nghi, trao đổi tuyển trạch, tích lũy, sàng lọc, trưng cất và thăng hoa. Là kết tinh của tất cả những gì tinh túy nhất trong hương vị của cà phê. Xuất phát từ những chú trồn chuyên ăn cà phê, chúng chỉ chọn những trái cà phê chín mọng, ngon nhất trên cây để ăn vào. Chính enzyme tiết ra từ dạ dày loài trồn đã tạo ra vị đặc biệt của hạt cà phê trong quá trình lên men. Do đó, loại cà phê này có mùi đặc trưng. Với bí quyết công nghệ độc quyền cùng tâm huyết hơn 40 năm của các chuyên gia cà phê hàng đầu, chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm Wake Up cà phê hương trồn mới, cà phê hòa tan đầu tiên và duy nhất có hương vị cà phê trồn tại Việt Nam. Chỉ trong vòng vài giây là bạn đã có thể đắm mình trong hương thơm độc đáo của một ly cà phê nóng hoặc tỉnh táo cho cả ngày làm việc với một ly cà phê đá. Đó cũng chính là một lời mời trân trọng nhất dành cho mọi đối tác. Cà phê đi vào đời sống tự nhiên, không có gì đặc biệt, nhưng người ta dễ dàng nhận thấy, càng ngày cà phê càng định hình rõ nét như một sắc màu văn hóa đối ẩm. Điều này sẽ càng trở nên đặc biệt hơn khi thưởng thức Wake Up cà phê hương trồn. Với Wake Up cà phê hương trồn, bạn dễ dàng thưởng thức ngay một tách cà phê thơm ngon, quý hiếm mọi lúc mọi nơi. Wake Up cà phê hương trồn mới, quý vị rất lạ, mùi thơm êm dịu như thổi thúc lòng bạn. Hãy bắt đầu điều bạn định làm và bạn sẽ làm được. Hãy chọn ngày Wake Up cà phê hương trồn cho chính bạn và những người thân yêu để một lần thưởng thức hương vị cà phê kỳ diệu này. Wake Up cà phê hương trồn sẽ là món quà đặc biệt để dành tặng người thân, gia đình, bạn bè và những đối tác tin cậy. Xin giới thiệu cà phê hòa tan Wake Up hương trồn mới. Có vị rất lạ, mùi thơm dịu êm như thôi thúc lòng bạn. Hãy bắt đầu làm điều bạn định làm và bạn sẽ làm được. Wake Up cà phê hương trồn mới, dậy mà đi, đi là tới.